Thực hành làm trà sữa trong tiết hóa, 5 học sinh nghi ngộ độc vì uống thành phẩm. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online vào ngày 29 tháng 9, bà Dương Thị Mai Hương, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Bâm Hán, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, thông tin vụ việc xảy ra tại lớp 8A2 của trường. Sáng ngày 25 tháng 9, trường trung học cơ sở Bâm Hán tổ chức tiết học môn hóa học có nội dung cho học sinh trải nghiệm làm trà sữa. Buổi trải nghiệm gồm cô giáo và 38 học sinh lớp 8A2. Học sinh được thực hành ngay tại lớp. Sau khi hoàn thành, cô giáo bộ môn uống trà sữa và chấm điểm. Sau đó học sinh cũng uống. Hơn 1 giờ đồng hồ sau, lần lượt 5 học sinh có biểu hiện đau bụng, buồn nôn, đau đầu, đi ngoài phân lỏng. Các em được đưa xuống phòng y tế của nhà trường kiểm tra, sau đó đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai. Tại bệnh viện, các em được chẩn đoán theo dõi ngộ độc thực phẩm. Chiều cùng ngày, cả 5 em được ra viện và hôm sau đi học bình thường. Về tiết học làm trà sữa, bà Hương cho hay, đây là chương trình học được nhà trường thông qua với mong muốn các em học sinh được trải nghiệm, đồng thời định hướng nghề nghiệp. Trước khi tổ chức buổi học, cô giáo bộ môn hướng dẫn học sinh chuẩn bị nguyên liệu, thông tin cụ thể địa chỉ mua các nguyên liệu đảm bảo. Tuy nhiên, ngày diễn ra tiết học, cửa hàng này đóng cửa nên các em đã mua nguyên liệu tại cửa hàng khác. Nhà trường sẽ tăng cường tuyên truyền quản lý các tiết học, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho học sinh, bà Hương nói. Bà cũng thông tin sau khi vụ việc xảy ra, trường đã phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố để làm rõ nguyên nhân. Song do nhà trường không còn mẫu lưu và nguyên liệu dùng để pha trà sữa, nên hiện chưa xác định rõ nguyên nhân. Tuy nhiên, Trung tâm Y tế thành phố đã phối hợp kiểm tra và lấy 6 mẫu nguyên liệu thực phẩm mà hộ kinh doanh đã bán cho học sinh để gửi Viện Kiểm nghiệm An toàn Thực phẩm Quốc gia xét nghiệm, hiện đang đợi kết quả. Cơ sở kinh doanh cũng vi phạm một số quy định như không niêm yết giá, và nhiều mặt hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản và ra quyết định xử lý vi phạm với hộ kinh doanh trên. Sau đây là cách sơ cứu kịp thời khi bị ngộ độc trà sữa để tránh những nguy hiểm gây ra. Đầu tiên, khi phát hiện người bị dị ứng trà sữa, trước hết hãy nhanh chóng cấp cứu bằng cách lấy một thìa bột vitamin C hòa chung với một ly nước và cho người bệnh uống. Khi thấy các triệu chứng ngộ độc trà sữa đã thuyên giảm trong ít nhất 4 ngày sau đó, không cho người bệnh ăn các thực phẩm như trứng, đồ ăn có pha trứng, đồ uống đậm màu như coca, lúa mì, trà, sô-cô-la, sữa, sản phẩm từ sữa, cà chua và các trái cây chua. Nếu thấy các triệu chứng không thuyên giảm, hãy đưa người bệnh đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu kịp thời. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.